Anh em ơi, em vừa về chiếc xe này mùng 10 tháng 3 nhá. Em bay nhanh giá gốc cộng cà phê là 2 triệu thôi. Nhưng giá này chỉ trong ngày mùng 10 và ngày 11 thôi. Sang ngày 12 này em bán giá cộng cà phê con này phải 5 triệu. Vì quan điểm em mua là mua công khai hết. Giá nhau bao nhiêu nhập bao nhiêu em nói rõ. Đấy anh em nhanh tay nhá. Đấy, biển 29. Đấy, xong lại 29XX, tránh 495313. Và em ship tận nhà anh em đi thử kiểm tra mới trả tiền anh em nhá. Nhấn mạnh ship tận nhà anh em kiểm tra đi thử trả tiền. Đấy. Ok anh em nhá. Đấy, nhanh tay, xe vừa về nhà xong em nhá. Đấy, bây giờ đăng tất cả video lên đây. Anh em cùng theo dõi em nhá. Được anh em alo em chốt ngay nhá. Qua số hotline của em là 0358 444 888 và Zalo của em là 0778 24498 nhá. Đấy, nhấn mạnh cho anh em là ship tận nhà anh em. Em đi thử kiểm tra ok đúng như video như tả mới trả tiền. Và đặc biệt cái này đắt là cái gì anh em biết không? Đây, xi nhan này. Qua này. Đấy, này, xi nhan này. Này. Ở đầu bò này, em quay chi tiết cho anh em dần dần trên đường về nhá. Quả đầu bò là đắt nhất anh em nhá. Đấy, quả đầu bò này phê này, anh em mình có đốc này. Đấy, anh em mình có đốc này. Đấy, nhìn kỹ nha anh em nhá. Đấy. Anh em nhá. Đấy. Chúc Kim Moto chào anh em nhá. Cuối cùng là xe đã về nhà em đây rồi. Xe về nhà rồi mà chưa có thời gian để đăng cái video dài lên. Nhưng vẫn phải quay video anh em ạ. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 3 thì hy vọng là chiếc xe này là em cộng cà phê ít thì xứng đáng niềm tin của anh em dành cho em nhá. Anh em của máy đẹp không? Của máy siêu chất luôn anh em này. Riêng của máy con này chấm hết luôn anh em nhá. Đấy. Anh em cứ bình xăng cốp đẹp không? Bác này cũng là người chơi xe đấy anh em ạ. Cũng đam mê đấy. Đấy. Thôi. Cho ra ngoài kia để cho quay video cho chỗ này này. Đấy, cho luôn chỗ này này. Đấy, dựng luôn chỗ này. À dựng chỗ cây cho đẹp, dựng chỗ cây. Đấy cho đẹp. Biển 29 đẹp không anh em? Đấy. Ok nhá. Để em quay anh cái video luôn. Quay luôn cái video. Đang quay luôn. Đấy, đúng chứ trung kiên này cả cái hàng này. Không cần mic luôn. Con này giận nổ không cần mic luôn. Được chưa? Trung Kiên Moto chào tất cả anh em nhá. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3. Đấy, năm Giáp Thìn. Đấy, anh em thấy em nhớ kinh khủng không? Thì lúc này dỗ tổ Hùng Vương ấy, em vừa đến nhà bác trai ở Thanh Liêm. Em mua một chiếc xe Win huyền thoại. Đấy. Biển Hà Nội, biển 29. 29XX. Đấy, bây giờ dẫn nổ đi thử cho anh em nhá. Một lần nữa anh chị em mua chiếc xe này thì alo nhanh cho em để em bây giờ em phải làm video ngắn thôi, xem đăng lên mạng để cho nó lên. Vì cái video mà em quay tận nhà dân ấy là video giá gốc em chưa đăng. Vì là video xong này em quay cho anh em xong rồi. Nếu hôm nay mà chưa thành công thì mai sẽ quay lại. Để em muốn đăng lên muộn rồi. Xong chốc anh em muốn đi ăn lẩu nữa cơ. Đây anh em này. Đây em quay lại cho anh em nhá. Đây là video thực tế hiện tại là 6 giờ tròn nhá. 6 giờ tròn anh em này. Nét căng em nhìn này, cho anh em soi một lúc này. Nét căng chưa? Đấy. Giá này giá gốc cộng cà phê 2 triệu chỉ trong ngày mùng 10 tháng 3 và ngày 11 tháng 3 thôi. Còn sang ngày 12 tháng 3 này em cộng 5 triệu cơ. Thì con này máy rất là đẹp anh em nhá. Em soi lại một lần nữa này. Soi lần nữa này. Yên zin này, bình xăng này, bình xăng này. Đẹp không anh em? Đấy, vẫn là dán ni lông này. Đấy. Đồng hồ đẹp không em? Khá cả KGD nhá. Khá cả KGD này. Đấy, đồng hồ này. Đấy, cùng con tắc này. Đấy, bây giờ ra trời sáng với công tắc này đỏ ỏn này. Đấy, xinh nhan này. Xinh nhan này. Đấy, anh nhá. Anh nhìn này, mềm nhũn này, bên này thế này. Đấy. Này, phay đèn vành đèn này. Dè này. Dè bóng nhoáng này.
Đấy thụt này, có con đốc trẻ đây nhá. Vành sáng loáng này anh em nhá. Đấy đũa chân trì luôn này. Đặc biệt là đắt ở cái đầu bò này anh em nhìn này. Anh em nhìn một lúc cho anh em nhìn mộc này. Cái chế này, chế zin này. Đấy, đấy đầu bò mộc này. Phê chưa anh em, đầu bò mộc phê không? Từ con đốc này anh em nhìn này, quay lại này, con đốc này. Đây con đốc này nhìn thấy chưa? Anh em nhìn con đốc này biết này, có vết hay không này? Đây này nhìn thấy chưa? Có vết hay không nhìn là biết này. Đầu bò gioăng trắng tinh này nhá. Anh em nhìn cái gioăng trắng tinh góc này chưa? Đấy nhìn kỹ cái gioăng này nhá, trắng tinh nhá. Chẳng có bác đi rửa nước vào là thế đấy. Bác cũng cẩn thận, bác bảo chú đến thì anh mang đi anh vệ sinh, anh lau chùi sạch sẽ. Chứ để mộc nó bụi bụi nó bẩn mới đẹp này. Đấy bác lau chùi này. Đấy, trước Tết đã bác đi bảo dưỡng hết 7-8 triệu vào thế. Làm gì thì không quan tâm thì không biết này. Ai thỏ đẹp không? Bác cũng chịu khó lau chùi anh em ạ. Đấy, sạch sẽ này. Mềm nhũn này. Đấy, mình sang cốp này. Em vuông góc nhá. Hiên này, thụt sau zin này, chắn xích zin này, để chân này. Đấy cần số cần cái động zin hết nhá. Sinh nhan sau này. Biển 2929 quá đẹp luôn nhá. Hà Nội. Của hậu zin này, tay dắt zin này, sáng loáng này. Bác chịu khó lau chùi sáng loáng này. À, đây vành sau này, anh nhìn này. Mộc nhá, nan hoa chân trì này. Vành sáng loáng này, đúng không? Này, bay tít mò này. Bồ này. Đấy, ok anh em nhá. Đấy. Đây này, anh em nhìn này. Cần ở động này. Xanh nè luôn này. Xanh nè, xanh đẹp luôn này. Lốc mộc này. Đấy, này. Con ốc anh em nhìn con ốc này vàng chóe luôn này. Đấy, con bảy màu luôn này. Dòng chóe luôn. Đấy. Đầu bò bên này nhìn thấy mộc không? Mùi hơi này. HAME C2 nha anh em nhá. C2 là đời cao mà. C2 G2, C2 sao ấy? C2. Đấy, anh em cái giòn này biết này. Không có vết này này. Nói chung này, chỗ giòn như này. Đây em nhìn này. Nó sát cho anh em xem này. Giòn như này này. Trắng tinh. Này. Chỗ này trắng tinh đấy, đây bác ấy rửa nước mà nó thế đấy. Chỗ này giòn trắng tinh luôn. Đấy. Tóc đẹp long lanh luôn nhá. Chế này. Chế mộc này. Đấy. Ok chưa? Thụt này. Đấy vành bánh dè này. Đấy, em quay trực tiếp cho anh em ấy nhá. Hoa hích này. Đấy cho anh em soi cho kỹ này. Ok, chiếc xe này em bán nhanh cho anh em giá gốc cộng cà phê 2 triệu. Còn giá gốc nhập bao nhiêu thì em xem video chốc em đăng lên đấy. Đấy, em công khai trên mạng xã hội đấy. Đấy con này về em chỉ biết sẵn đổ xăng chạy không phải làm gì vì nó là xe chính chủ rồi. Anh em nhá. Ok đây em về nhà em đăng luôn. Vì em tạm dừng video nhá. Em chào tất cả anh em nhá. Đấy. Anh em nhanh tay, nhanh tay. Đấy, chủ mua Zalo cho em qua số hotline của em là 0358444888 và Zalo của em là 0778242498 và đặc biệt anh em xem video xong chốt luôn nhá là em ship tận nhà anh em kiểm tra xe đi thử đúng như video như hình ảnh tất cả mọi thứ anh em mới trả tiền. Đấy, ok. Chào tất cả anh em ạ. Em tạm dừng video. Đấy, còn ngày mai nếu mà tối nay chưa bay thì ngày mai em sẽ làm video chi tiết hơn nữa. Thì em phải vào em đăng cái video gốc lên nữa anh em nhá. Đấy. Ok, chào tất cả anh chị em ạ. Mọi người anh xem nhớ like và đăng ký kênh giúp em. Và anh em nhấn mạnh là mua bằng niềm tin. Đấy, anh em đủ lòng tin thì mua, chứ đủ lòng tin theo dõi thì mua sau chưa muộn. Anh em nhé.